Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 81 năm Ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quyết tâm thực hiện đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc, kiên định thực hành giáo pháp, học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ, lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nguyện đồng hành cùng dân tộc đoàn kết, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc, góp phần làm cho nước nhà cường thịnh, bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Mừng mùa khai sáng đạo năm nay, tất cả đồng đạo chúng ta nguyện noi gương sáng trong cuộc đời hành đạo của Đức Giáo Chủ, quyết giữ tâm trong sáng mà tu hành để làm sáng danh đạo, rạng danh thầy, theo lý tưởng hành đạo của Ngài chỉ dạy. Làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thiện tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Ban trị sự và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nguyện giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, đoàn kết gắn bó, thương yêu lẫn nhau như con một cha, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng nước nhà theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tu đền mở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Đồng đạo chúng ta đời đời tri ân công đức hoằng pháp lợi sinh của Đức Thầy quyết thực hiện. Phận môn đệ phải lo dung quán và cánh gồng bảo bọc gian sang, giữ gìn biên cảnh bằng an đời đời. Trăm họ mới thảnh thơi nhàn nhã, lo đắc bồi văn hóa ngàn năm. Toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục thực hiện thắng lợi 4 chương trình đạo sự trọng tâm nhiệm kỳ năm 2019-2024. Phổ truyền giáo lý góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, qua đó nâng dần nhận thức, thái độ, hành vi đoàn kết một lòng, củng cố niềm tin của toàn đạo vào tiền đồ tươi sáng của đạo pháp, đất nước và dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho toàn thể chúng sinh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để diễn dương chánh pháp, học Phật tu nhân, theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, đáp ứng sự phát triển giáo hội trong giai đoạn mới. Xuất phát từ giáo pháp, học Phật tu nhân, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy, cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại các phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện tỉnh, thành phố và ban trị sự cơ sở cùng toàn thể đồng đạo luôn xem đó là mục tiêu, là động lực phát huy truyền thống đoàn kết, đời đạo liên quan rạng chói ngời. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đồng hành cùng dân tộc, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.